Xin chào các bạn. Ở các video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cái nghị định 145 và cái báo cáo tình hình sử dụng lao động cũng như hướng dẫn chi tiết các bạn là lập cái báo cáo tình hình sử dụng lao động và nơi nộp cái báo cáo tình hình sử dụng lao động này. Tuy nhiên mình cũng nhận được rất là nhiều phản hồi. Có bạn hỏi rằng là nếu mà không nộp cái báo cáo tình hình sử dụng lao động này có bị phạt không? Thì ở video này mình chia sẻ với các bạn cái chế tài nếu như các bạn mà không nộp cái báo cáo tình hình sử dụng lao động này. Thì ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có ra cái công văn số 73789 hướng dẫn về việc thực hiện một số công việc tích hợp và liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong cái nội dung này thì có đề cập đến đó là nhằm thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp trong việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tích hợp cung cấp thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình lao động trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đấy, như vậy là Bảo hiểm xã hội này có chấp nhận là nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia các bạn nhé. Và thực hiện đúng theo cái điều khoản 2 điều 8 của nghị định số 3 năm 2014, nghị định chính phủ ngày 16 tháng 1 năm 2014 của chính phủ quy định về chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. Định kỳ thì 6 tháng hàng năm người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình lao động, tình hình thay đổi lao động về Phòng Lao động Thương binh Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp nơi đặt trụ sở chính, văn phòng đại diện. Là đây có người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đối với hành vi không báo cáo tình hình thay đổi lao động với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc là Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. Đó là theo cái điểm C khoản 1 điều 7 nghị định số 28/2020 nghị định chính phủ ngày 1 tháng 3 năm 2020 của chính phủ về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 4 năm 2020. Đó, như vậy là với công văn này để trả lời cho các bạn là nếu mà không nộp thì báo cáo tình hình lao động thì sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng các bạn nhé. Thì ở đây công văn cũng theo trước công văn này thì cũng có chia sẻ là để thực hiện quy định trên, đơn vị sử dụng lao động chỉ cần đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia, lựa chọn thủ tục liên thông, đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động. Qua đó lựa chọn là cơ quan lao động nhận báo cáo, ví dụ như là Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thì ở đây là định kỳ thì 6 tháng hàng năm cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tự động lấy dữ liệu về lao động của đơn vị từ cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội đến cơ quan lao động nơi nhận báo cáo mà đơn vị lao động đã lựa chọn. Đồng thời dịch vụ công này đơn vị sử dụng lao động cũng có thể lựa chọn kê khai báo đăng ký điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và đây là các bước hướng dẫn để các bạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động qua cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là và trả lời cho các bạn câu hỏi là nếu mà không nộp cái báo cáo tình hình sử dụng lao động thì có bị xử phạt không và cái mức xử phạt sẽ là bao nhiêu. Thì các bạn là có thể đào cái công văn số 3789 này về để các bạn tìm hiểu và xem thêm. Thì cái link download của cái công văn này thì mình sẽ để ở dưới mô tả của video này. Thì, nếu có vấn đề gì còn thắc mắc, còn chưa rõ thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới. Có thể là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công. Bạn nào mà đang xem video mà còn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông, nhấn share để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn.